Xin chào các mẹ, hôm nay cửa hàng Baby Nai Store xin giới thiệu với mẹ hai loại sữa là sữa Moridaga dành cho mẹ bầu. Và đây là sữa DGNA dành cho người lớn và trẻ nhỏ. Bên mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách pha sữa. Và đây là máy đun nước rót. Máy đun nước rót này rất là tiện lợi. Trên thân bình thì có các mức để cho các mẹ lấy lượng nước cho chuẩn. Và đây là nhiệt độ của nước để cho các mẹ pha sữa phải nhiệt độ chuẩn nhất. Với cái nút này để cho các mẹ lấy các mức 45, 55, 70, 85, 90 và 100. Bây giờ mình sẽ pha sữa Moridaga ở nhiệt độ là 50 độ C. Đây là nút cộng để tăng nhiệt độ lên. Sau một ngày thì các mẹ có thể uống sữa Moridaga này từ 2 đến 3 lần để đủ các dưỡng chất. Một gói này với hàm lượng là 18g. Rồi mình sẽ pha. Sữa Moridaga này đầy đủ 12 loại dưỡng chất và các vitamin cho mẹ. Và đây là sữa bầu, và đây là sữa DGNA dành cho các bé và người lớn đều dùng được. Sữa DGNA này xuất xứ từ Úc, giúp các bé và người lớn có một sức đề kháng tốt, kháng khuẩn và giúp tăng chiều cao. Người già thì chống lão hóa khi về tuổi già. Cái sữa này thì các mẹ lấy tầm 35 gam, khoảng tầm 3 muỗng này. Loại sữa này thì các mẹ dùng với lại 250ml nước. Sữa Moridaga thì có 3 loại hương vị. Đây là hương vị cà phê, hương vị matcha, và đây là hương vị trà sữa. Các mẹ thoải mái lựa chọn hương vị. Với các sữa này thì các mẹ dùng với nhiệt độ đều dùng là 50 độ C. Nhiệt độ chuẩn là 50 độ C. Lấy khi dùng bình nước này thì để các lấy chuẩn nhiệt độ và lấy chuẩn mưu nước. Khi lấy chuẩn nhiệt độ thì các mẹ sẽ không làm mất vị và tác dụng của các dưỡng chất trong sữa. Rất là tiện lợi. Mình đã lấy 2 lần nữa để cho nó tốn thời gian.